Đây anh Phương với chúng tôi chuẩn bị lên cắt cái cây xoài này nha các bạn. Cây xoài này quá trời cái tàn nó khủng quá. Đoạn lên nha các bạn. Nằm ôm luôn vô cây cột đèn này. Mấy nhà trước chị đệm luôn ơi. Ê chị đệm không có tận điện không.
thấy rồi. Ống nước nha. Mạnh ra luôn. Uống nước đây nè. Vẫn còn cháy lai gai nhưng mà nhãn cọc xuống mớ rồi. Đi điện không đó nghe.
Ờ, dây điện nhiều lắm á. Lên thì nó bầm nát luôn các bạn, tại vì nó có mấy cọng dây điện nữa, hai cọng dây điện, hai cọng dây thay. Oh.
đó. Nó có hai cọng dây điện này, ngay cái nó nằm cặp với cái cây cột đèn đó, nên điện ra vô nhà đó, chia nhánh vô nhà. Chừng nó sụn ngay bằng thiên đó nha. Đây nè. Để cái đây nè.
cho nó lăn vô trong này nè, nó chóc da điện đó. Đừng có cho nó cọ nữa. Cho qua đây nè. Cái bằng thiên thôi. Cục dây điện nó bị xước nha mà. Trời dây điện khá là nguy hiểm. Mệt rồi. Trời, lúc này miền Tây nó quá trời nắng rồi. Nên lên cây mà hơi lâu chút mà chắc là vất vả. Chúc anh qua đó anh kéo nó thời xuống mới được. Nó hút rồi, nó hút rồi. Rồi, giờ anh xuống mà, anh xuống nghỉ uống nước chút nha. Quá trời nắng mà. Cái từ này cắt gấp. Sẹt lửa cái mà dây điện khá là nguy hiểm. Nó là toàn dây điện không nhưng mà. Thôi mình tạm ngưng cái video này đây nha bạn. Hẹn lại cái video tiếp theo của cái cây sồi này nha.
thì cây sồi này còn cắt mấy cái nhánh nó rất là lông nha. Bữa nay các bạn nha. Cắt xuống, cắt gốc thì nó cũng khá lâu, video này khá dài.